Palestine mang đội hình mạnh đấu tuyển Việt Nam. Đội tuyển Palestine mang sang Việt Nam đội hình chất lượng, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Odey Dabat, cầu thủ đang chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ xa lơ rối của Bỉ. Để chuẩn bị cho trận giao hữu FIFA Days với chủ nhà Việt Nam vào 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 trên sân Thiên Trường, Nam Định. Huấn luyện viên Magram Dabob triệu tập lực lượng mạnh nhất hiện tại của Palestine với những cái tên như Kadura, Musab Al, Bất Tất, Same Mara Abea. Camilo Sandana, Jonathan Cantilana, Odey Dabat. Nhiều cái tên trong số này đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền đạo Odey Dabat đang khoác áo câu lạc bộ Salerroi của Bỉ. Dù mới 24 tuổi, Dabat đã ghi 10 bàn, có 5 pha kiến tạo trong 27 trận ra sân cho đội nhà. Bản thân cầu thủ này cũng được ban huấn luyện tuyển Palestine chủ trương giữ sức ở trận gặp Oman cách đây ít ngày trước khi bung hết sức cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Một gương mặt khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là tiền đạo cánh Ali Abu Alfa, cựu cầu thủ đội Olympic Palestine, hiện thi đấu ở giải hạng 4 của Đức trong màu áo Atlantic. Ngoài ra, hậu vệ Camilo Sandana, người đang khoác áo Union San Philip ở giải hạng 2 Chile cũng rất được chú ý. Xét về chuyên môn, đây thật sự là đối thủ chất lượng với trình độ có thể xem là ngang ngửa đội tuyển Việt Nam. Xét trên bảng xếp hạng FIFA, Palestine đứng hạng 96 thế giới, tức là chỉ kém Việt Nam đúng một bậc. Xét về thành tích đối đầu, cách đây 9 năm Việt Nam từng chịu thất bại 1-3 trước đối thủ đến từ Tây Á này. Nhìn thành tích thi đấu của Palestine trong 10 trận chính thức gần đây, họ có những chiến thắng trước Bahrain, Philippines, Yemen hay Mông Cổ. Đội tuyển này cũng từng xuất sắc cầm hòa Ả Rập Xê Út, đội có một hành trình World Cup 2022 đáng khen ngợi. Tuyển Việt Nam chốt danh sách đấu Palestine, huấn luyện viên Philippe Chusier loại 8 cái tên khi đăng ký 26 cầu thủ đấu giao hữu Palestine trên sân thiên trường. Nam Định ngày 11 tháng 9. Các cầu thủ bị loại gồm Dương Văn Hào, Nguyễn Hữu Sơn, Đinh Thanh Bình, Hoàng Thái Bình, Đặng Tuấn Phong, Bùi Tiến Dũng, Andre Nguyễn An Khánh và Trần Nam Hải. Trước đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng đã rút lui vì chấn thương. Trong số bị loại, tiền vệ Việt Kiều An Khánh chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, dù đã được tạo điều kiện tập luyện ở cả đội U23 và tuyển Việt Nam. Còn trung vệ Nam Hải được bổ sung qua đội Olympic Việt Nam chuẩn bị dự ACS 19 các cầu thủ mới lần đầu được tập trung như Nguyễn Hữu Sơn, Hoàng Thái Bình chưa thể tạo ấn tượng để trụ lại đội tuyển. Bên cạnh những gương mặt cũ, dịp này, ông Chu Xie trao cơ hội cho một số nhân tố mới như tiền vệ Phạm Văn Luân, Công an Hà Nội, hậu vệ Phạm Trung Hiếu, Hải Phòng, tiền đạo Vũ Quang Nam, Hà Tĩnh. Các tiền đạo thi đấu ở nước ngoài như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn cũng đều góp mặt bên cạnh sự trở lại của Nguyễn Văn Quyết.